từ Anh. Cầm đi. Ở đâu rồi? Hơn 20 triệu á? Anh à? Đây là hơn chục gì đấy, gần 20 triệu. Nó làm à? Nó làm không? Mấy hôm nào khổ mẹ mấy chiếc ra sủa. Bán mẹ hết rồi đúng không? Bán hết rồi, bán khổ. Cứ nghỉ thôi. Bao nhiêu nghỉ? Lớp 8. Nghỉ học á? Nghỉ rồi. Cấm là phải mua xe đạp cho nó đi đạp. Bán cho kia 200.000 địa hình chứ hả? Con to kia đi ngon đấy. Không, có địa hình kia à? Vẫn đạt được mà đấy. Con màu vàng kia gì? Vẫn đạt được đấy. Không phải 86. Ba túi cuốn tốn động. biển ở ấy à? Biển ở trên Văn Yên à? Yên. đi qua đi lại thôi. Rồi anh quay lại kia. Anh quay lại. Đây đó. Vâng. Lại sợ. Phụ nữ thôn quê Việt Nam đúng là xinh xắn, đáng yêu, chịu khó, đảm đang. Sau rồi không biết. cho em 10 nghìn nữa. Hả? Anh cho em 10 nghìn nữa. Rồi. Đấy, đây các quý. Lùi ra đâu. Đưa súng xa ra thì Một bên xong. Rồi. Anh gà gán thôi, đứng dí.